Xin chào anh chị em. Thì video của ngày hôm nay sẽ là hướng dẫn cho anh chị em cách sử dụng bộ công cụ báo cáo tài chính nhanh. Thì bộ công cụ báo cáo tài chính nhanh là một trong những bộ công cụ mà team TechProfit mới triển khai trên platform. Thì ở trong nhóm phân tích cơ bản thì ở đây là phần báo cáo tài chính rút gọn. Chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này để có thể đọc hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp hay nắm bắt các thông tin quan trọng của doanh nghiệp một cách nhanh chóng ở trong nhóm phi tài chính. Thì ở đây là team mới triển khai cho các doanh nghiệp và phi tài chính như là thép, bất động sản, xây dựng hay là dệt may, thủy hải sản. Thì các nhóm về phần tài chính thì chúng ta sẽ có những cái update là cập nhật mới cho anh chị em sau. Và ở trong cái phần này thì anh chị em có thể đọc ở dưới dạng bài viết về cái hướng dẫn đọc bộ công cụ báo cáo tài chính nhanh trong vòng 10 phút. Thì ở đây cũng có hướng dẫn khá là chi tiết đầy đủ cho anh chị em. Thì anh chị em có thể đọc thêm tại đây về các điều kiện hay là những thông tin chi tiết về ý nghĩa các khoản mục và có ví dụ minh họa rất là sinh động. Ở đây thì mình cũng làm video này cũng để hướng dẫn cho anh chị em cách sử dụng bộ công cụ này luôn. Thì đầu tiên mà trước khi tìm hiểu vào thông tin hay là đọc báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì chúng ta nên tìm hiểu chi tiết hơn về cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp hay là cái lĩnh vực mà doanh nghiệp này đang tham gia là gì. Ví dụ như là một doanh nghiệp là về ngành thép như Hòa Phát chẳng hạn, thì là một doanh nghiệp làm ăn khá là lâu năm trong ngành thép và họ là một trong doanh nghiệp tiêu biểu có mô hình kinh doanh khá là đầy đủ chuỗi giá trị trong ngành, và vì vậy mà họ sẽ có những cái đặc tính cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp như là Hoa Sen, Nam Kim khi mà trong cùng với ngành thép. Ok, thì ở phần ở đây thì phần báo cáo tài chính nhanh thì nó sẽ có hai cái bảng chính, đấy chính là cơ cấu tài chính, là gồm cái phần cơ cấu tài sản mà ở báo cáo tài chính bình thường chúng ta hay đọc thì đã được tinh gọn lại, và tương tự là phần kết quả kinh doanh cũng là được tinh gọn lại từ cái phần báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Thì ở đây thì đối với phần kết quả hoạt động kinh doanh thì đây có những các khoản mục mà team để ở đây như là một tiêu chí để anh chị em có thể dễ dàng quan sát luôn. Ví dụ như là về phần tổng doanh thu hay tăng trưởng doanh thu thì nó mang ý nghĩa là cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì có đang làm ăn tốt hay không, là doanh thu hay là cái mô hình kinh doanh của họ có đang mở rộng hay không. Và tương tự là chúng ta có thể xác định được cái tính yếu tố chu kỳ của doanh nghiệp, như là doanh nghiệp ngành thép hay là ngành phân bón hiệu có đang ở trong chu kỳ hay không, thì là chúng ta sẽ có thể xác định được cái tốc độ tăng trưởng của họ đang bắt đầu tăng cao hay không. Bên cạnh đấy tương tự phần biên lợi nhuận gộp cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để ở trong nhóm kết quả hoạt động kinh doanh để xác định rằng là doanh nghiệp này họ có làm ăn hiệu quả hay không, hay là có đang mở rộng cái chuỗi giá trị của họ, hay là cái cổ phiếu này có đang bứt chân vào cái chu kỳ hay không. Khi thông thường mà ở đầu chân sóng của cái chu kỳ tăng thì doanh nghiệp đã có những cái dấu hiệu như là biên lợi nhuận gộp bắt đầu mở rộng ra, hay là tốc độ tăng trưởng doanh thu thì đã tăng dần dần cách đột phá. Và bên cạnh đấy thì có các phần về lợi nhuận, có chúng tôi có chia ra làm ba loại lợi nhuận chính. Ví dụ như là lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính là đến từ cái việc mà hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Ví dụ như là doanh nghiệp ngành thép thì họ sẽ cái lợi nhuận kinh doanh chính họ sẽ là từ việc sản xuất thép. Bên cạnh đấy thì có các loại lợi nhuận khác như là lợi nhuận tài chính hay là lợi nhuận khác từ việc mà thanh lý tài sản hay là các khoản phạt gì đó. Thì ở phần này thì chúng tôi rất là ưa thích những cổ phiếu mà có lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính chiếm tỷ trọng cao hay là có tốc độ tăng trưởng đều đặn và cao hàng năm, thì nó mang ý nghĩa là lợi nhuận mang tính bền vững và sẽ phản ánh được cái yếu tố kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Còn bên cạnh đấy thì các phần như lợi nhuận tài chính hay lợi nhuận khác, lợi nhuận tài chính ở đây là bao gồm cái phần mà doanh thu đến từ việc gửi tiền, tiền gửi ngân hàng, hay là lãi lỗ từ việc mà ghi nhận từ các công ty liên doanh liên kết trừ đi cái chi phí đi vay của doanh nghiệp. Bên cạnh đấy thì phần lợi nhuận khác là đến từ cái phần thanh lý tài sản của doanh nghiệp. Thì ở đây cái phần lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác thì chúng tôi không ưa thích, là cho rằng là nó không nên chiếm tỷ trọng cao, vì rất có thể khi mà những quý mà doanh nghiệp có tăng đột biến cái khoản lợi nhuận, hai cái khoản lợi nhuận này, thì thường là họ đang có một cái việc mà có thể là dạng thanh lý bán bớt cái cổ phần tại công ty liên doanh liên kết hay là thanh lý cái tài sản cố định của họ, thì nó sẽ là mang ý nghĩa không tốt nhiều. Ví dụ như thế là họ có thể đang giảm cái quy mô hoạt động kinh doanh của họ,
và thường chúng tôi không ưa thích những cổ phiếu mà có chiếm tỷ trọng cao về lợi nhuận tài chính hay là lợi nhuận khác. Và bên cạnh đấy thì có các phần như tổng lợi nhuận sau thuế hay là biên lợi nhuận dòng thì cũng không có nhiều cái mà anh chị em cần phải giải thích thêm, thì nó rất là thông dụng đối với mà anh chị em hay đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Và chúng ta đi vào phần cơ cấu tài chính, thì ở đây là chúng tôi có tinh gọn lại cái phần cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn. Thì ở phần cơ cấu tài sản có hai nhóm chính là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Thì đầu tiên là phần tiền cộng gửi ngân hàng, là nó được cộng từ các khoản tiền hay tương đương tiền cộng với các khoản về đầu tư ngắn hạn, thì nó sẽ mang ý nghĩa là doanh nghiệp có thanh khoản tốt hay không, là có khả năng trả nợ trong ngắn hạn cho các bên cho vay hay là trả ngắn hạn cho các đối tác được tốt hay không. Thì ở đây là các doanh nghiệp mà có phần chiếm tỷ trọng tiền mặt cao ở mức vừa phải thì nó sẽ cũng mang ý nghĩa tốt để đảm bảo tính tài khoản. Tuy nhiên cao quá thì có thể là doanh nghiệp hiện tại đang chưa tối ưu được cái nguồn vốn của họ để trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đấy, ở cái phần thứ hai đấy chính là phần phải thu, thì đây là phần này thường phản ánh là doanh nghiệp sẽ bị chiếm dụng vốn nhiều hay không. Khi mà cái phần phải thu này chiếm tỷ trọng lớn thì rất có thể doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn khá lớn, và họ đối với các doanh nghiệp như vậy thì họ thường sẽ có cái yếu thế so với cái việc mà thương lượng là thỏa thuận đối với các bên buôn bán và các khách hàng của họ. Cho nên là thường là cái phần này nên chiếm tỷ trọng mà càng thấp càng tốt, hay là tùy với từng loại mô hình kinh doanh hay là từng lĩnh vực ngành nghề mà chúng ta áp dụng ở trong cái việc đọc báo cáo tài chính. Và ở phần thứ ba đấy chính là phần hàng tồn kho, thì phần này cũng phản ánh khá quan trọng cho doanh nghiệp, như là doanh nghiệp có đủ với lượng hàng có thể kinh doanh sắp tới hay không, hay là liệu doanh nghiệp này có đang bị cái lượng hàng tồn kho tồn đọng quá nhiều hay không. Hay là đặc biệt hơn là nếu mà chúng ta đọc các cổ phiếu trong lĩnh vực bất động sản thì thông thường là phần hàng tồn kho phản ánh các dự án bất động sản của doanh nghiệp đã được xây dựng xong, các phần mà đã được hoàn thiện thì rất có thể nó sẽ được bàn giao trong tương lai và sẽ dự kiến là có thể ghi nhận được lợi nhuận doanh thu tốt cho doanh nghiệp bất động sản đấy. Thì nó đây là một khoản khá là quan trọng. Bên cạnh đấy là phần tài sản dài hạn như tài sản cố định và xây dựng cơ bản ra. Thì đối với phần mà doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thì hai cái khoản mục này khá là quan trọng, như là việc mà tài sản cố định là phản ánh cái lượng là cái dự án nhà máy hay là phần tài sản thiết bị máy móc mà doanh nghiệp hiện tại đang nắm giữ, và cái phần mà xây dựng cơ bản ra thì phản ánh cái tiềm năng doanh nghiệp có thể sẽ ghi nhận thêm cái nhà máy đi vào hoạt động trong tương lai hay không, thì nó sẽ ghi nhận cái tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đấy là có là cái khoản đầu tư tài chính dài hạn, như là doanh nghiệp có đầu tư vào công ty liên danh liên kết hay là đầu tư vào các công cụ tài chính dài hạn khác. Và về phía tổng nợ thì chúng tôi chia ra làm ba nhóm chính, như là đầu tiên là về phần nợ vay ngắn hạn và phần nợ vay cái thứ hai là nợ vay dài hạn. Thì đây là thường là các khoản nợ vay từ ngân hàng hay là họ thông qua cái kênh huy động trái phiếu. Thì bên cạnh đấy thì có khoản nữa là nợ chiếm dụng. Thì thông thường là chúng tôi ưa thích những cổ phiếu mà có lượng nợ chiếm dụng chiếm tỷ lệ cao hơn so với nợ vay của ngắn hạn hay dài hạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần nợ chiếm dụng thì thông thường là sẽ có cái chi phí vốn nó rẻ hơn nhiều so với phần nợ vay ngắn hạn và phần nợ vay dài hạn. Và bên cạnh đấy thì ở phần cuối cùng là về vốn chủ sở hữu, thì bao gồm có vốn góp từ các cổ đông hay là phần thặng dư và các quỹ, và phần lợi nhuận sau thuế là phản ánh cái lượng mà lợi nhuận doanh nghiệp đang tồn đọng. Thì nếu mà cái phần này mà chiếm càng cao càng tốt, và rất có thể là doanh nghiệp sẽ vẫn tận dụng được cái nguồn vốn này để có thể tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hay là có thể nó sẽ đem đi chia cho các cổ đông. Ngoài ra thì Tiptech Profit cũng có một số bộ công cụ như là biểu đồ phân tích, hay cũng có thể giúp cho anh chị em nhìn cái phần báo cáo tài chính nhanh của doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn. Như ở đây là có phần cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn đã phản ánh luôn trên biểu đồ phân tích này. Và vừa rồi là cái video chia sẻ về cách hướng dẫn đọc báo cáo tài chính nhanh. Thì anh chị em nếu mà thích thì có thể like video và chia sẻ video. Và bên cạnh đấy anh chị em có thể dễ dàng đăng ký cái gói bộ công cụ về báo cáo tài chính nhanh hay là biểu đồ tài chính ở ngay trên platform của Tech Profit.
thì anh chị em có thể truy cập tại đường link mình có để ở phần dưới phần mô tả, và có thể đăng ký mà tại hướng dẫn chi tiết ở dưới đường link ở phía bên dưới. Và cảm ơn anh chị em đã lắng nghe.